Hello, xin tất cả mọi người, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Linh. Hôm nay thì Linh quay lại với một video về những sản phẩm mà mùa hè này Linh đang rất yêu thích, Linh dùng liên tục. Trong hôm nay thì sẽ có những cái sản phẩm rất là thú vị, từ nước hoa đến skincare và đến cả những sản phẩm mà dành cho tóc và cho môi nữa. Thì hôm nay bật mí cho mọi người là sẽ có một cái giveaway nho nhỏ ở cuối video mà Linh sẽ công bố ở phía dưới, cũng như là có một vài cái deal rất là hot cho mọi người. Đầu tiên thì mình cùng đến với cả bước skincare đi nha. Mùa hè này thì là luôn luôn kéo theo cái đó là cái việc mà da các bạn sẽ bị khô, dễ đổ dầu và thiếu ẩm nữa. Thì trước đây Linh đã review một cái sản phẩm của Vichy mà Linh dùng để cấp ẩm và kiềm dầu á. Thì cái đấy Linh dùng vào ban ngày, còn ban đêm thì Linh sẽ dùng một cái sản phẩm cấp ẩm mà cũng rất là dịu nhẹ và dạng gel, đó là Clinique. Đây là dòng sản phẩm mà đã hot trên thị trường cách đây vài tháng rồi, tuy nhiên thì Linh mới dùng một tháng gần đây thôi, và nó là Clinique Dramatically Different Hydrating Gel. Nếu như bạn nào đã dùng Clinique rồi thì đều biết đến cái sản phẩm Clinique mà màu vàng vàng để hình ở đây, thì nó rất là hot trên thị trường trước đây rồi và cấp ẩm rất là tốt. Tuy nhiên thì với những bạn nào mà da vô cùng nhạy cảm, rồi là da mình cần cấp ẩm nhiều và một cái loại cấp ẩm mà nó dịu nhẹ, tức là không cần nhiều, ở nhiều thì dùng cái loại màu vàng kia. Còn những bạn nào mà da mình khô nhưng mà lại khá là nhạy cảm và cần một cái sản phẩm mà nó dịu nhẹ thôi thì đây sẽ làm rằng vô cùng phù hợp. Linh dùng cái này thì Linh thường dùng 2-3 pump cho mặt của Linh vào buổi tối, và cái gel của nó thơm rất là dịu nhẹ, nó khô nhanh trên da và cũng cấp ẩm cho mình một rất là đúng là nói ra đúng hận là từ dramatically, tức là thường cái dạng gel Linh không có ưu tiên để dùng vào buổi tối đâu. Tuy nhiên em này dù mặc dù là dạng gel nhưng mà lại cấp ẩm rất là tốt, và cái khả năng gọi là giữ ẩm trên da cũng rất là tốt luôn, bởi vì Linh thấy là Linh bôi xong nó không có khô như là cái Vichy, mà nó tức là mặt không bị ráo quá, nó vẫn có một cái lớp màng nhẹ trên da của mình, và sáng hôm sau mình dậy da mình không có đổ dầu mà vẫn rất là mềm và ẩm và độ căng bóng rất là tốt nữa. Thì nếu như bạn nào mà đang tìm một sản phẩm cấp ẩm buổi tối cho da của mình thì Linh nghĩ cái này Linh dùng cả buổi sáng cũng được đó, tùy mọi người thôi, thì nên thử Clinique nha. Rồi, tiếp theo là một sản phẩm không thể thiếu cho mùa hè, đó là kem chống nắng. Và thực sự Linh khá là bất ngờ với sản phẩm này. Nếu như bạn nào mà xem video clip của Linh thì được biết rằng Linh dùng rất là nhiều những sản phẩm kem chống nắng rồi. Mình dùng từ Vichy, mình dùng đến Sun By Me, rồi là La Roche-Posay, rồi là dùng rất nhiều, nên dùng rất là nhiều hãng rồi. Tuy nhiên khi mà dùng ra cái em này là một cái thương hiệu mà Linh, về phía Linh thì Linh cảm thấy là Linh đi sang Hàn thì thấy khá là nhiều ở miền Đông, The Same, The Same, Same, hút đọc từ tên này luôn đó. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì Linh cảm thấy là không quá là well known. Tuy nhiên nó lại vô cùng là thích mọi người ạ. Đây là sản phẩm SPF 50 cộng PA cộng 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 4 dấu cộng Eco Earth Power Pink Sun Cream. Sản phẩm này thì Linh cảm giác là nó sẽ nâng tông da mọi người lên một chút xíu, và Linh bôi trên da thì nó không bị rít da, tức là khi mình bôi mình tán nó không có rít trên da này, thẩm thấu rất là nhanh và để cho bạn một cái làn da sáng nhẹ, hồng hào, nhẹ nhàng. Và đặc biệt em này thì lại không có đổ dầu, da Linh dùng này không bị đổ dầu. Và một cái đôi rất thích đó là nó sao ta, tức là sản phẩm nào mà kiểu kem chống nắng mà dùng cho mùa hè mà Linh thấy nó có hơi bị khô một chút xíu, nó hay là da mình bị bong chóc rồi nó hơi von von vẩy vẩy ấy, thì em này không có bị, thì Linh nghĩ là nó ẩm vừa phải và khô vừa phải cho một làn da rất là phù hợp cho mùa hè luôn. Rồi, tiếp đến là một bộ đôi tiếp tục cho da đi. Thì cái này thì Linh từng review cho mọi người rồi, tuy nhiên lần này Linh lại tiếp tục dùng và Linh lại rất là lại cảm thấy rất là cần thiết luôn á. Mùa hè thì da Linh lại khá là môi khá là khô và hay bị bong chóc. Thì bộ đôi mà Linh vẫn dùng để giữ môi và Linh cực kỳ yêu thích đó là bộ đôi của Bare Soul, gồm có một cái lip balm and mask và một cái là lip tint dành cho cả má luôn. Mọi người ạ, cứ một gần như là tối nào Linh cũng sẽ dùng một chút xíu em này Linh bôi lên môi. Nó vừa gấp ẩm mà nó cho môi mình một cái độ mềm cực kỳ là thích luôn. Cứ khi nào môi Linh gọi là bị dùng cái loại kem cái son giữa cái dạng thỏi ấy mà nó không thể cung cấp được đủ độ ẩm ấy, thì Linh sẽ dùng cái em này. Linh sẽ bôi và thường là chỉ sau một đêm thôi là hôm sau môi của Linh đã vô cùng là mềm luôn rồi, và thường là ngủ dậy sáng hôm sau nó sẽ có một cái lớp mỏng trên da của mình mà mình dùng bàn chải ra mình đánh đi rồi mình bóc nhẹ ra là nó đi rất là chết luôn á. Đó, thì cái này là một dạng như vậy, bởi vì nó là lip balm em vừa là lip balm vừa là mask luôn, là vì vậy. Rồi, sau đấy thì hàng ngày ban ngày thì Linh sẽ dùng thêm em này, đó là em lip tint. Em này thì cái màu nó rất là yêu thích, rất là ưng luôn này. Nó là cái màu đỏ cam à.
khá là tự nhiên mọi người. Nói chung là con trai mình, nếu bạn nào mà môi không được hồng hào lắm đấy thì mình có thể dùng em này đây. Linh bôi tay nó hơi hồng như thế này này, cả Linh bôi lên môi thì nó sẽ có một cái màu hồng cam đỏ, hồng đỏ cam, đỏ cam, rất là tự nhiên luôn. Đó, mọi người thấy không? Rất là tự nhiên, vụ nhiên kinh khủng luôn đấy. Tức là chỉ biết là ra môi mình hồng hào, môi mình kiểu nó có sức sống thôi, chúng ta không có bị nhìn là biết là đánh son đâu. Rồi, bộ đôi này thì đang rất là hot và đang có deal rất là tốt từ mùng 1 tháng 7 đến hết tháng 7 luôn. Thế nên là bạn nào mà đang muốn tìm kiếm em này, muốn có một cái deal hot thì Linh sẽ để link cho mọi người xem nha. Thì thầy đang nói đến Bear Show thì Linh review tiếp cho mọi người thêm một sản phẩm mà mới ra trên thị trường và cực kỳ hot, đó là dầu gội, bột gội khô đúng hơn, bột gội khô Wow Dry Shampoo. Trời, đây thực sự là holy grail của Linh, mọi người biết sao không? Những cái lọ dầu gội khô khác mà Linh từng review á, nó đều là trang rất là bự và rất là mệt mỏi khi mang theo. Linh không thể, tức là nếu mà Linh cầm một cái túi nhỏ thì Linh không thể cầm theo được vì nó quá bự đó. Thường là cái này lọ của lọ là lắc lắc là của bọn nào nhỉ, của bọn nước của UK rất nổi tiếng đấy, cái gì Bistic hay cái gì đó, thì nó rất là bự, mình phải thường là không cầm theo được. Còn nếu như thực sự bạn nào mà tóc vô cùng dầu và mùa hè mình cần có một sản phẩm giúp mình hỗ trợ tóc mình bớt dầu và tóc mình trông như mới mẻ thì mọi người nên dùng cái này. Sản phẩm này thì cũng có bột than hoạt tính, rồi tinh dầu oải hương, tinh dầu bưởi, rồi là tinh dầu húng quế. Đổ ra tay thì nó là một dạng bột màu xám nhẹ là của than hoạt tính. Thường thì đấy, Linh cứ rắc lên trên đầu Linh như thế này thôi, là Linh chỉ cần massage nhẹ một cái là nó lập tức nó thấm thấu dí dốm gì, nó thẩm thấu ngay vào da đầu và da mình thật tức là khô ráo và tóc mình nó tơi lên, nó không có bị bết nữa. Và mùi thì rất là thơm, Linh thì Linh ngửi thấy mùi tinh dầu bưởi và tinh dầu phải ưa rất là nhiều, còn mùi húng quế Linh không ngửi thấy. Nhưng tuy nhiên thì như mọi người biết á, thì than hoạt tính nó vừa có cái tác dụng là sẽ hút dầu, bảo vệ da đầu mình khỏi những tác nhân gây hại cho tóc. Còn tinh dầu bưởi, tinh dầu oải hương thì giúp cho tóc mình mềm hơn, không bị chẻ ngọn và nuôi dưỡng tóc mình hơn. Thì nói chung là dầu gội khô tất nhiên nó vẫn là một sản phẩm cứu cánh tức thì thôi. Tuy nhiên thì với mùa hè này, nhất là bạn nào mà nhất mọi người hiểu nóng bức cái này nó mua bảo hiểm đi xong bỏ mua hiểm ra tóc bết bát một hôm kia nhễ nhại đó, thì chỉ cần rắc một chút xíu cái bột này lên trên đầu thôi là tóc mình lập tức nó tơi mới và mình dễ dàng tạo kiểu lại ngay lập tức. Em này thực sự là holy grail của Linh luôn trong mùa hè này. Giá em mới chỉ có 160.000 thôi. Tuy nhiên với từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 lại tiếp tục có một điều rất là hot và Linh sẽ để link ở phía dưới cho mọi người nha. Rồi, và cuối cùng đó là nước hoa, một thứ không thể thiếu trong mùa hè này, và Replica Under the Lemon Tree là loại nước hoa mà Linh đang vô cùng yêu thích và sử dụng trong suốt cái mùa hè này luôn. Đúng thật, nó gọi là Under the Lemon Tree mọi người. Nó vô cùng thơm và thơm mát, thơm cực kỳ dịu, thơm đúng của một mùi một quả chanh vô cùng tươi cắt ra trong phòng và nó thơm lừng cái phòng mình lên luôn á. Tuy nhiên nó lại không phải là thơm cái kiểu như nước xịt phòng hay là mấy cái đồ thơm linh tinh hóa chất đâu mọi người ạ. Nó thơm nhưng mà nó dịu hơn rất là nhiều. Dùng được cho cả nam và nữ nha. Loại này thì được viết rằng là Relaxing and Price Lemon. Lemon là quả cam vàng hay quả cam xanh ta, không nhớ lắm. Tuy nhiên là thơm dã man. Linh cực kỳ highly recommend mọi người sử dụng sản phẩm này nha, Replica Under the Lemon Tree. Đó, đây là toàn bộ những sản phẩm mà Linh đang vô cùng yêu thích trong mùa hè vừa rồi và Linh muốn chia sẻ với mọi người. Thì nếu như bạn nào mà yêu thích những gì mà Linh vừa chia sẻ thì đừng quên like, subscribe kênh YouTube của Linh và ấn vào hình cái chuông để nhận được thông báo khi ra video mới nha. Và đừng quên check phần description box cũng như là comment đầu tiên của Linh để có thông tin về giveaway cũng như là những cái deal cực kỳ hot cho mọi người trong sản phẩm này. Ok, chào mọi người.